Nếu mà xét về cái chuyện mà tối ưu sử dụng trong từng trường hợp á, thì cái nón này không thể nào tối ưu bằng chuyện sử dụng hai chiếc nón. Một chiếc á, thì chuyên đi trong phố, một chiếc á, thì chuyên đi tốc độ cao, đi đường dài giống như thế này. Nhưng mà so sánh về độ hữu dụng mà chuyển đổi linh hoạt giữa cái nón 3/4 và nón full face cũng như là sự sướng sướng lật hàm này á, thì nó hoàn toàn vượt trội. Trong một thị trường thay đổi quá nhanh thì khó lòng xác định một tính năng nào đó có thật sự cần thiết cho mọi người hay không. Ví dụ như tính năng lật hàm 180 độ nè, thì nó sẽ giúp giải quyết vấn đề là các bạn không cần phải sở hữu hai chiếc mũ mà vẫn có thể sử dụng thoải mái. Ví dụ như các bạn đi trong phố thì sử dụng nó như thế này nè, không gây mỏi cổ. Còn khi bạn đi đường dài, đi tốc độ cao á, thì bật cái hàm xuống, nó sẽ giúp che chắn kính gió, kính bụi tốt hơn, bảo vệ tốt hơn. Nón này là LX2FF901. Riêng cái phiên bản carbon hôm bữa mình đã giới thiệu rồi, cái này là phiên bản sợi thủy tinh, thì khối lượng của nó đâu đó nó sẽ khoảng là 1.700 gram nha các bạn. Nó nặng hơn phiên bản carbon đâu đó khoảng là 80 gram, nhưng mà giá sẽ rẻ hơn khá nhiều. Giá của nón này là 9.900.000. Nghĩ đến đây á, thì mình lại có thể chia nhỏ cái tính năng này ra thành hai chiếc nón khác. Ví dụ như đây là chiếc nón LX2327, cũng sợi thủy tinh luôn, khối lượng của nó đâu đó là 1.541 gram. Thì mình có thể dùng chiếc nón này để chuyên đi đường dài, đi tốc độ cao, và mình xác định, xác nhận bằng là đi tốc độ cao nó sẽ sướng hơn chiếc nón kia. Còn chiếc nón này á, thì mình có thể dùng để đi phố cũng hai kính luôn, rất là sướng, rất là đã. Nhưng mà con cái á, thì cái mũ này không thể có được, đó là cái tính năng lật hàm nè, nó sướng, nó giống như một cái kiểu công nghệ mới mẻ. Mình có thể khoe với bạn bè mình, à cái tính năng này là không những xài hữu dụng thực tế mà còn dùng để khoe nữa. Giống như cái tính năng gập của điện thoại á, vẫn còn rất là nhiều người nghi ngờ về cái tính năng này nó có thực sự cần thiết hay không. Mình xài á thì mình cũng không thấy nó có quá nhiều cần thiết, nhưng mà cảm giác gập cái gập vô cũng hay các bạn. Lâu lâu khoe thấy khác người ta chút xíu, tại vì con người không thể nào lý trí 100%, mọi thứ tính năng, mọi thứ hữu ích không thể nào cộng trừ nhân chia được bằng 1+1=2. Mà có người người ta thích trải nghiệm một cái gì đó mới mẻ, thích cái công nghệ này, thích cái kiểu dáng này, thích cái sự ngầu ngầu này, thì người ta cho rằng cái tính năng lật hàm này nè hữu dụng và hữu ích. Thêm nữa là những cái anh nào á là không phải đi tốc độ quá trời nhanh, người ta chỉ đi chơi và tới Đà Lạt tới đâu đó người ta lật cái hàm lên cho nó thoáng thôi, vác theo hai cái nón thì cồng kềnh. Cho nên á, các bạn có thể dùng những thông tin mình cung cấp á khá là khách quan á, để cho ra cái trải nghiệm của bản thân mình coi nó có thật sự cần thiết hay không. Nếu mà xét về cái chuyện mà tối ưu sử dụng trong từng trường hợp á, thì cái nón này không thể nào tối ưu bằng chuyện sử dụng hai chiếc nón. Một chiếc á, thì chuyên đi trong phố, một chiếc á, thì chuyên đi tốc độ cao, đi đường dài giống như thế này. Nhưng mà so sánh về độ hữu dụng mà chuyển đổi linh hoạt giữa cái nón 3/4 và nón full face cũng như là sự sướng sướng lật hàm này á, thì nó hoàn toàn vượt trội. Thôi, cái chuyện mà lựa chọn như thế nào á, thì để các bạn tự bàn luận với nhau ha. Còn mình chỉ giới thiệu vậy thôi. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.